chào các bạn đã đến với kênh của Vân. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cái món cá thu chiên sốt cà chua. Thành phần nguyên liệu của mình gồm có cá thu các bạn. Mình sẽ chiên với hai lát cá thu này mình mua ở siêu thị. Đây là cà chua. Mình sẽ dùng hai quả cà chua này để mình sốt cà. Đây là hành tím và tỏi. Và đây là ngò. Ở nhà mình hết hành rồi cho nên mình dùng ngò. Đây là một muỗng bột nêm và nửa muỗng bột ngọt. Một muỗng rưỡi nước mắm, hai muỗng nước và hai muỗng đường. Bây giờ mời các bạn cùng với mình vào bếp nha các bạn. Bây giờ trước tiên mình sẽ ướp cái cá này nha các bạn. Cho một vào muối, mình sẽ rắc vào một xíu muối. Mình sẽ trở qua. Ở đây thì mình dùng một quả cà chua thôi. Tại nếu mình dùng hai quả thì nó cũng nó nhiều quá. Cà chua mình không thích ăn chua, mình làm một quả thôi các bạn. Mình sẽ cho ra cái chén này. Hành tím, và mình sẽ cắt nhỏ đây nha các bạn, nhuyễn nha. Nếu các bạn có thích ăn cay thì mình bỏ ớt nha các bạn. Tại nhà mình nó ít ăn ớt lắm cho nên là khi nào ăn mình mới bỏ vô. Mình sẽ cho ra cái dĩa này. Đây là tỏi và hành tím băm. Bây giờ mình sẽ sắc cái ngọ luôn nha các bạn.
giờ mình sẽ chiên cá nha các bạn. Mình sẽ cho trước tiên mình cho dầu vào. Chờ chảo nóng thì mình sẽ cho hành vào phi để thơm. Rồi mình sẽ cho cá vào. Cho vào một ít hành tỏi. Mình sẽ thả cá vào. Giờ mình sẽ làm sốt cà chua nha các bạn. Mình sẽ cho một miếng dầu vào. Mình dùng cái dầu chiên cá này còn dư đó, mình cho một xíu dầu vào nha các bạn. Mình sẽ trộn cà chua để cho nó mềm luôn nha các bạn. Mình sẽ cho một miếng bột nêm và bột ngọt vào luôn. Thank you.
mình sẽ cho nước vào, rồi mình cho nước mắm vào luôn, rồi cho cái chén đường này vào luôn, rồi mình sẽ nấu cái hỗn hợp này lên cho nó mềm với cà chua và kẹo lại chút nha các bạn. Cái cà chua nó mềm rồi và nó hơi keo keo rồi, bây giờ mình sẽ cho cá vào nha các bạn. Giờ mình sẽ nếm thử cái nước mắm cà chua này nè, cái sốt cà chua này nó vừa ăn không đó các bạn. Nó rất là ngon, nó vừa ăn rồi. Món ăn của mình đã xong rồi các bạn. Vì mình quay một tay cho nên là một tay mình quay một tay mình chia cho nên nó bị lắc. Các bạn thông cảm cho mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ rắc ngò lên. Mình đã hoàn thành rồi đây. Cá sốt cà, cá thu sốt cà. Cái món cá thu sốt cà của mình đã xong rồi rồi các bạn. Đây là một lát cá thu mình đã gắp ra dĩa. Này mình sẽ dùng kèm với dưa leo. Thôi video này mình xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video